Xin chào, Hải Sơn rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục giới thiệu các sản phẩm karaoke của Thiên Đàng Audio. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một tuần mới với tất cả các thiết bị đều là hàng rất mới với những thương hiệu nổi tiếng từ hãng loa JBL nổi tiếng của Mỹ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hệ thống sử dụng loa JBL Passion. Đây là cặp 12 và đây là cặp 10. Và nó sẽ là những nhân vật chính trong buổi giảng ngày hôm nay. Thứ nhất là để giới thiệu một chút về hãng JBL cho những ai có thể là chưa biết đến thương hiệu này. Thương hiệu này là một thương hiệu rất nổi tiếng và đã du nhập vào Việt Nam rất sớm cũng như ở trên thế giới, thì đây là một trong thương hiệu mà nó có cái phổ sản phẩm rất rộng, từ những cái loa di động cho tới loa nghe nhạc trong gia đình, loa cao cấp high-end, loa để ca hát và loa để biểu diễn sân khấu. Cho nên là JBL là một cái hãng có cái bề dày lịch sử cũng như cái thành tích làm loa cực kỳ đáng nể. Và những cái loa của JBL nó sẽ cho một cái âm thanh nghe đậm chất Mỹ, tức là rất là khỏe khoắn và có thể nghe đa thể loại nhạc, và nhất là đánh những cái nhạc sôi động thì rất là hay. Thì cái tên của cái dòng này nó là JBL Passion, tức là dịch từ tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là niềm đam mê. Nó được sản xuất dành riêng cho thị trường Asia, tức là nếu mà bên châu Âu với Mỹ là quý vị các bạn chắc là sẽ không gặp sản phẩm này đâu, tại vì ở bên châu Âu Mỹ là thường người ta không hát karaoke. Và châu Á thì rất là chuộng, nên sản phẩm này nếu quý vị các bạn tra ở trên trang jblpro.com thì nó sẽ là ở phân vùng là Asia nhé. Và đây là cái cặp lớn nhất là JBL Passion 12. Nó có cái đường kính, cái loa trầm phía trước ấy cực kỳ là khổng lồ, tức là đây là cái loa mà treo ngang mà có thể gọi lớn nhất mà mình từng nhìn thấy. Rất là ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn nó. Nó là loa treo ngang mà nó lại được tích hợp cái loa trầm lên tới là 30cm, quá là lớn luôn. Cái loa trầm như này là rất là khủng và nó có hiệu suất rất là cao, nhất là đánh những cái nhạc DJ là có thể đánh to thoải mái luôn mà không gặp vấn đề gì. Với cái thiết kế cong rất là đẹp, những cái đường vàng này kết hợp trên cái nền đen này, với cái mặt ê căng lưới này, về thẩm mỹ là phải nói là JBL design ra cái mẫu loa này là rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế cơ bản gồm có dạng ngang và có tổng cộng là 4 loa trung tép ở hai bên. Thì trong đó sẽ có 2 loa là loa trung, 2 loa sẽ là loa tép. Và cái đường kính của cái loa trung và loa tép là 7,6cm. Công suất của một cái chiếc loa này nó chịu tải liên tục tối đa là 250W. Và khi đấy là 250W là continuous liên tục, và ở mức program chương trình thì nó lên 500W, và peak power tức là công suất đỉnh điểm trong một thời gian ngắn thì nó chịu đựng được là 1000W. Thì đây sẽ là một cái đôi loa chính, và cái đôi loa này đôi loa phụ đúng ra thì chúng ta sẽ gắn ở phía đằng sau, nhưng mà mình sẽ để nó phía đằng trước để cho quý các bạn tiện so sánh về kích thước hình dáng cũng như là để cho nó đẹp. Thì về công nghệ thì không có gì khác biệt cả, model này chỉ là nhỏ hơn thôi. Và cái khác biệt nhất là cái thùng nó nhỏ hơn, và cái loa trầm của nó, cái loa bass ấy, là đường kính là 25. Còn lại củ loa là giống nhau hết luôn, nó chỉ khác về cái đường kính thôi. Về giá tiền ấy, thì cái JBL Passion 10 đây, nó có giá là 14 triệu ở dưới, lớn hơn Passion 12 thì giá là 16 triệu. Theo mình là nếu mà phòng hơi rộng rộng một tí mà cố được thì nếu mà dùng một đôi thì nên lên luôn đôi 12, tại vì mình thấy nó chênh có 2 triệu rồi mà nhìn đôi này rất là đã. Với cả một cái đặc điểm nữa rất hay nhé, đó là các bạn nhìn cái logo JBL để phía đằng trước nhé, nó phát sáng đấy, nhưng mà khi nhạc to nó mới phát sáng. Bây giờ để cho camera quay gần vào, xong mình sẽ chạy ra cục bao mình vặn nó lên để cho quý vị thấy nó sẽ sáng nhé. Lúc thì nó sẽ tự tắt cái đèn này đi, tức là khi mà bật nhạc mạnh hay là nhất là khi ta hát phát là lên ngay, nhưng mà khi bật nhạc bật lớn lên thì đấy là một cái nó là một cái tính năng và mình chưa gặp ở bất cứ một cái hãng loa nào khác. Thì theo mình nghĩ là hãng muốn là khi chúng ta để vào trong những cái phòng karaoke, và thường là khi chúng ta tắt đèn đi những cái phòng hát sử dụng những cái đèn led chẳng hạn, thì lúc ấy phòng nó tối và khi mà cái logo nó sáng lên thì khách nhìn vào một cái là có thể biết ngay được là thương hiệu của JBL. Đây là một cái rất là thông minh, rất là tinh tế, và tất cả cái dây led nó chạy là nó chạy xung quanh này. Đấy, nó chạy ở phía đằng sau cái cang này, nó chạy luôn vào trong và nó sử dụng cùng với cả một cái nguồn điện rất là nhỏ của cái phần công suất vào, nên là nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần công suất đánh. Một cái chi tiết rất là tinh tế. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có những cái cục bao
hoặc là những cái âm ly tích hợp đủ mạnh để có thể đẩy ra cái cho cái đôi loa như vậy. Thì theo thông số nhất chúng ta có là cái loa lớn nhất là JBL Phasion 12, nó có mức công suất là 250W đấy, và mức công suất đỉnh điểm pico là 1000. Còn một cái model nhỏ hơn, Phasion 10 thì nó là 200W. Thì tương tự là mình cứ nhân 4 lên thôi thì sẽ ra là mức công suất peak power nó là 800W. Mình sử dụng một cái cục bao AP Audio. Sử dụng cái bao này thì đánh là dư luôn. Nó có mã là AP Audio này, STD 10004. Đấy. Nó có mức công suất là 1000W nhân 4 kênh ở trở kháng 8 ohm, tức là rất là mạnh, rất dư giả. Cái loa này là loa 8 ohm thì như vậy là chúng ta sẽ có mức input đưa vào khi mà chúng ta bật mắc ở đây nó sẽ là lên tới 1000W, nhưng tất nhiên chúng ta không cần bật mắc như thế. Nhưng mà nếu một cái cục bao khỏe ấy, thì dù chúng ta mở nhạc nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe cảm tưởng tiếng nó vẫn căng hơn là dùng cái cục bao yếu mà chúng ta vặn to. Đấy, đây là lý do mà chúng ta nên dùng cái cục công suất nó khỏe khỏe một tí. Khi mà các bác sử dụng cái loa mà 4 ohm thì cái mức công suất con này đẩy lên tối đa nó sẽ là 1500W nhé, nhân 4 kênh. 4 kênh là chúng ta có thể gắn được một đôi phía trước, một đôi phía sau, rất là tiện. Ok, chúng ta sẽ đến với cái này chúng ta có thể gọi một cách thân thuộc gọi là vang số. Đây là một cái mixer. Đấy, gọi là một cái mixer thông minh, nó không phải là một cái mixer đơn thuần. Nếu mà chúng ta nhìn sang phía bên phải, đây, cái Jaguar Suyang này thì thấy ngay đây là một cái chiếc âm ly tích hợp và nó tích hợp với một cái vang gọi là analog. Tất cả chỉ là chỉnh bằng tay núm vặn thôi. Còn ở đây nó là kỹ thuật số. Tức là kỹ thuật số chúng ta sẽ có cái đường kết nối USB. Chúng ta chỉnh bằng máy tính nhé. Chỉnh hiệu chỉnh rất kỹ bằng phần mềm. Nó sẽ can thiệp được sâu vào các cái tính năng ở bên trong. Và bây giờ những cái vang số chất lượng cao mình thấy là cho cái hát hay hơn so với cái hình thức analog vặn truyền thống. Và nó sẽ cho cái độ ổn định theo thời gian. Tức là nếu như là cái vang cơ nhá, gọi là vang cơ chúng ta núm vặn đi, sau một thời gian dù ẩm thấp, thậm chí là vặn nó bị gọi là tiếp xúc, đấy, nó sẽ cho ra cái tín hiệu không đồng đều, đấy, hoặc là loẹt xoẹt. Nhưng mà cái dạng này nó sẽ chẳng bao giờ bị cái hiện tượng đấy. Còn cái độ bền thì rất là ổn, vì nói chung là bán nhiều mà cũng không có gặp hiện tượng gì bị hỏng cả. Nói chung là mình thấy bây giờ các cái đồ kỹ thuật số bây giờ cũng rất là bền bỉ mà đem lại rất nhiều tính năng mới. Chúng ta có thể chỉnh effect nó kỹ hơn so với cái dạng là vang cơ bình thường. Và đây là mic này, đường music, và cái hình thức này trông nó cũng rất là đẹp. Và chúng ta có thể lưu lại ở những cái mode, những cái chế độ khác nhau để chúng ta chuyển nhanh. Đấy, đây là làm thế này thì rất là tiện. Và cái giá tiền của cái vang AAP K1000 Mark 2 này là 9,5 triệu. Đấy, cái cục bao mình vừa giới thiệu là 18 triệu. Còn đây là cái bộ mic AAP Audio. Bây giờ chúng ta hát thì chúng ta nên sử dụng mic không dây, vì nó hiện đại hơn, nó gọn, nó không còn bị dây dợ chạy, trẻ con chạy qua chạy lại, không sợ bị vấp. Một cái bộ mic không dây mà chất lượng cao nó đem lại cái sự kết nối ổn định. Ngoài ra là cái tiếng hát nó cũng hay hơn những cái mic mà ở tầm giá rẻ. Thì cái bộ mic này có giá là 9,5 triệu. Thì 9,5 triệu đối với một bộ mic không dây có thể được gọi là ở phân khúc là khá rồi. Hát là rất là tốt rồi. Và chúng ta sẽ đến với một cái thành phần nữa không kém quan trọng, đó chính là cái cục subwoofer, cục siêu trầm. Nếu mà hát mà thiếu cục siêu trầm thì chúng ta sẽ cảm thấy thiếu đi một cái sự hứng khởi. Và cái cục siêu trầm này khi mà chúng ta chơi nhạc remix thì rõ ràng là có cục này vào hay hơn rất là nhiều. Thậm chí kể cả khi hát, nó sẽ đẩy ra một cái phần tiếng trầm nhỏ thôi từ giọng hát, và nó bổ trợ cho loa chính rất là hay. Thì đây là cái trầm có tên là JBL Passion 12SP. Nó cùng với cái dòng sản phẩm này nên là đặt với nhau nó rất là đẹp. Phải gọi là JBL thiết kế ra cái dòng karaoke này quá đẹp luôn. Đấy, chúng ta cũng có cái logo ở đây. Những cái chi tiết này rất là đẹp. Và cái màng loa trầm ở đây là loa trầm hiệu suất cao. Nó có công suất là 300W và đường kính là 30cm luôn. Cái loa trầm này nó sẽ cho được cái tiếng trầm xuống sâu. Và khi mình cắt tần nó đánh là căng luôn. Và cho cái khả năng cân trong một cái phòng có thể đánh được những cái phòng lên tới khoảng vài chục mét, 40m2 vẫn cân rất là ngon lành. Đến phần nguồn phát thì mình sẽ sử dụng cái đầu VKTV. Phiên bản này sử dụng là VKTV Pro ổ cứng 6T và có giá là 11,9 triệu đồng. Cái thiết bị này thì rất là quen thuộc rồi, ở các cái phòng hát rất hay sử dụng và tại gia cũng như vậy. Thì cái thương hiệu này đã có lâu năm và cái hiệu suất của nó hoạt động rất là ổn định. Chúng ta sẽ kết nối sang cái phần màn hình để phía bên kia. Đấy là một cái màn hình có cái kích thước màn hình là 22 inch, màn hình cảm ứng chọn bài. Cá nhân mình thấy là cái màn hình của VKTV nó design rất là đẹp.
với cái chi tiết màu vàng và để cùng cái bộ JBL này trông đúng là cực kỳ hợp. Và với cái mức giá này có thể được gọi là hệ thống karaoke cao cấp, chúng ta sẽ có thể sử dụng được trong những phòng lên tới, theo mình là lên tới khoảng 60m2 và cho tiếng rất là ngập tràn và có thể chịu được mức âm lượng rất là lớn, và khi hát thì sẽ cho được cái tiếng rất là bay, rất là dễ hát. Thương hiệu JBL các bác biết rồi, nó rất là nổi tiếng. Nếu như các bác muốn sở hữu một cái hệ thống âm thanh karaoke gọi là hàng mới đến từ thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm được bảo hành đầy đủ chính hãng, muốn phối kết làm sao cho nó hợp thì hãy đến Thiên Hà Audio để chúng ta sẽ có cái sự trải nghiệm ca hát với hệ thống này. Tổng giá trị cả bộ dàn này, tất cả các thành phần nó lên khoảng gần 100 triệu cho thiết bị rất là chính hãng và có hiệu suất rất là cao, như đem lại khả năng cao rất là tốt. Và quý các bạn nếu quan tâm đến bộ sản phẩm này thì hãy tới ngay Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội, và có rất nhiều các bộ dàn khác ở đây để cho các kỹ thuật viên có thể gợi ý và chọn lựa cho quý vị các bạn. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn được đón xem những clip mới nhất, hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.